Thưa quý vị, thời gian gần đây, việc phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tương đối thuận lợi. Nguyên nhân chính là chủ doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của tổ chức đảng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Giữa tháng 11 này, chi bộ công ty cổ phần MB Park được thành lập với 7 đảng viên. Đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay, công ty cổ phần MB Park đóng tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, có 150 lao động, chuyên sản xuất bao bì cắt tông cho các nhãn hàng, bia, sữa, nước giải khát. Việc hình thành tổ chức đảng trong doanh nghiệp đánh dấu bước phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình mà hoạt động sản xuất kinh doanh, thì các đảng viên được vào làm và cũng được là cân nhắc nắm giữ các vị trí chủ chốt thì cũng rất mong muốn để có được một cái chi bộ tại công ty mình. Trước tiên là có nơi để sinh hoạt. Và thứ hai nữa là các đảng viên vẫn mong muốn để cùng với chi bộ tại công ty có góp cái sức mình và vẫn mong muốn là đảng viên là đi đầu và làm nòng cốt. Chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Harvey Farm Âu Châu được thành lập cách đây gần 6 tháng. Thuận lợi của chi bộ là phó giám đốc công ty nằm trong cấp ủy và được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đảng của chi bộ. Nhận thức được tổ chức đảng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt cho đảng viên và người lao động. Từ đó tạo điều kiện hơn cho những đảng viên trong doanh nghiệp được hoạt động. Thì chúng tôi thấy rằng đó là cái hoạt động doanh nghiệp có tính rõ ràng là nó có cái tính đảng. Ở đây là nó định hướng cho doanh nghiệp hoạt động đúng theo đường lối pháp luật của nhà nước. Nó có cái chuẩn mực về vấn đề là đạo đức. Nó có tính tiên phong và đồng thời là định hướng có tính cộng đồng và cho xã hội. Trong năm 2021, Đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã phát triển được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực quốc doanh. Thông qua tổ chức đảng, chủ doanh nghiệp có thể kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ, giúp doanh nghiệp phát triển. Và chúng tôi chủ trương là đối với lại khi hình thành các tổ chức đảng này thì lãnh đạo doanh nghiệp là sẽ nằm trong là cấp ủy nếu có. Và qua cái thành lập thì hầu hết các doanh nghiệp người ta cũng đồng thuận và người ta tạo điều kiện hết sức để cho tổ chức đảng hoạt động rất là hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên mới đã được quan tâm đúng mức. Năm 2019, đảng bộ phát triển 83 đảng viên, năm 2020 là 90 và năm 2021 đạt trên 70 đảng viên mới. Với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tập trung phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2022 là chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cũng như là đồng hành cùng doanh nghiệp để làm cho đó cho doanh nghiệp người ta có thấy được cái quá trình lớn mạnh của đảng bộ cũng như là cái điều kiện để giúp cho doanh nghiệp mà có được cái ổn định sản xuất cũng như là trong cái phát triển kinh tế. Thì chúng tôi cũng đặt vấn đề khảo sát và tiến tới là thành lập các tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp theo cái kế hoạch chúng ta đề ra. Phó Bí thư Đảng ủy Đàm Quang Hưng khẳng định nhiều tổ chức đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hạn chế những vụ tranh chấp hợp đồng lao động. Đây cũng là điều mong muốn của doanh nghiệp khi hình thành tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.